Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hiếu Cho To nhé. Trong buổi sáng hôm nay thì mình lại review những chiếc xe công lông, bao bánh tự chế và những chiếc máy xúc ở trong cái bãi vật liệu xây dựng này nhé. Những chiếc xe công lông tự chế của những người nông dân, gọi là những chiếc xe của nhà lông. Đã phải tầm nửa tháng rồi hôm nay mình mới quay lại cái bãi cát này. Nhai đấy.
chạy phi. Điền để đâu hết. Vâng. Xong bắt này nghỉ chứ. Nghỉ hay chạy tiếp?